Chuyện ma kinh dị Mảnh đất dữ, tác giả Hà Văn Hồng. Trong series về nữ thầy Liên trừ khử vong ma âm khí. Ủng hộ tác giả, theo dõi nhiều tác phẩm truyện hay, mọi người vào phần mô tả của video, mình có để thông tin tác giả nhé. Còn bây giờ, bắt đầu video thôi. Ánh đèn leo lét từ ngọn đèn dầu yếu ớt hắt ra con đường, chiếu rõ cảnh vật xung quanh với những bóng cây đen sì. Bên trong căn nhà lá lụp sụp, ba người đang ngồi quanh bếp lửa bập bùng. Những đốm lửa nhảy múa làm không khí thêm phần ma mị. Tiếng ông Hải vang lên, trầm ngâm. Này, mai tôi đi làm xa, bà và con ở nhà giữ gìn sức khỏe, tôi đi sẽ về sớm. Có gì khó khăn thì hãy sang chú cả nhờ nhé. Ông Hải buông ra những lời cuối cùng với vợ trước khi rời xa nhà. Bà Thúy, vợ ông, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, giọng nặng trĩu. Ông đi về sớm bên tôi và con. Con còn bé, ông đi lâu chắc nhớ lắm. Ông Hải cười nhẹ, trấn an. Đi vài ngày thôi mà, không xa đâu. Một giọng trẻ con vang lên, lẫn trong tiếng lửa tí tách. Bố đừng đi nữa, xa bố con buồn lắm. Bố kiếm việc ở gần làm để còn chăm lo cho con với mẹ. Đó là thằng Cu Lực, mới 7 tuổi, nhưng đã nói chuyện như người lớn. Ông Hải xoa đầu con, nói khẽ. Để lần sau bố kiếm việc gần làm để chăm sóc mẹ và con. Lần này là việc quan trọng, nốt lần này bố cũng tìm việc ở cạnh nhà. Con yên tâm. Lời nói của ông Hải phần nào xoa dịu nỗi buồn. Rồi ông quay sang nhà anh cả mà thưa. Anh ở nhà có gì giúp đỡ vợ em với nhé, mai em phải đi xa. Người anh, ông Nhật, đáp lời. Em cứ yên tâm đi, có gì anh giúp đỡ cho. Bất chợt một giọng phụ nữ xen ngang. Chú Hải đây hả? Vâng, em đây. Mai đi làm xa phải không? Vâng chị. Trời ơi, xa vợ thế không nhớ à? Chị bảo thật, khéo kiếm cái việc gì cho nó gần mà làm để chăm lo vợ con. Đi xa thế, lỡ ốm đau ai biết đâu mà lần. Ông Hải ngượng ngùng. À vâng, sau lần này em cũng tính thế. Chị dâu giọng đanh lại mời mọc. À mà vào đây ăn cơm với anh chị. Ông Hải đáp, thôi em ăn rồi. Để hôm khác em về nghỉ, mai còn đi sớm. Nói xong, ông lặng lẽ rời đi. Bước chân nặng trĩu như bị bóng đêm cuốn theo. Thời gian trôi nhanh như cơn gió, mới đó mà trời đã hé sáng. Ông Hải đã dậy từ sớm, mặc bộ quần áo cũ kỹ. Chẳng có gì đặc sắc vì gia cảnh khó khăn. Giây phút chia tay không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải rời xa nhau. Lòng vương vấn đầy cảm xúc. Ông Hải đi rồi, ngôi nhà trở nên vắng tanh, buồn bã đến khó tả. Trưa hôm ấy, bà Thúy đang cho gà lợn ăn thì thằng Cu Lực từ đâu chạy vào, hấp tấp nói. Mẹ ơi, ngoài cổng, con chó Bun bị chết tươi rồi. Bà hốt hoảng, lo sợ chạy lại hỏi con cho ra nhẽ. Con nói cái gì? Nó ấp úng, mắt đầy sợ hãi. Ngoài cổng, con chó Bun nhà mình bị chết lòi ruột gan, lòng mề, dạ dày, phổi ra ngoài văng tứ tung, nhìn sợ lắm. Bà chạy vội ra xem. Đập vào mắt bà là cảnh tượng hãi hùng, không còn từ ngữ nào diễn tả nổi. Nhìn một hồi lâu, bà muốn ói, chạy ra phía cây giáp cổng mà nôn ngang, nôn dọc. Ngôi nhà bà nằm cạnh con đường làng, các phương tiện đi lại tấp nập, nhiều trường hợp thương tâm đã xảy ra. Trước kia, có người chết ở đoạn đường này do tai nạn, chết ngay giữa cổng nhà bà Thúy. Mỗi đêm bà không dám ra ngoài vì sợ hãi. Bà còn thấy một bóng người cứ lảng vảng trước cửa nhà, thân thể không có, kéo theo cái ruột lòng thòng. Bà nghe người ta bảo, đó là ma lai, nhưng thực ra là oan hồn người bị tai nạn cắn lòi ruột ra, nên khi chết, thân thể họ mới như vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là hồn ma ấy mở cửa vào nhà bà. Những đêm bà thường nghe tiếng âm thanh rõ là tiếng đẩy cửa. Lúc ấy, bà sợ mà tim hồi hộp như muốn rớt ra ngoài. Nhiều lần như thế, bà quen dần cũng không còn sợ sệt gì nữa. Sau khi ói xong, bà bình tĩnh lại, xử lý xác con chó. Tay cầm cặp nạp, tay cầm bao tải, nhờ thằng Cu Lực giúp đỡ mới cho được xác con chó vào bao và đem đi chôn xa nơi hai mẹ con sinh sống. Tối đến, bà Thúy cùng Cu Lực ăn cơm xong rồi lên giường vội. Thời tiết se lạnh của mùa đông tác động đến con người, dễ khiến chúng ta bị ốm đau, thậm chí mắc nhiều bệnh. Đang ôm thằng Cu Lực ngủ, bà Thúy phát hoảng khi nhìn thấy vong hồn người tai nạn đó. Nó vật vờ đi qua đi lại trước sân nhà, nhìn mà hãi hùng ớn lạnh. Trong đời, bà đã gặp không ít lần gặp ma, nhưng lần này bà lại sợ tái xanh mặt mày. Cố nhắm mắt lại để không thấy những hình ảnh ấy, nhưng không tài nào bác bỏ được cái hình tượng ấy ra khỏi đầu. Lâu lâu sau, bà bất chợt nghe thấy tiếng gà kêu oang oác thảm thiết. Máu can đảm nổi lên, bà bật dậy cầm đèn dầu, từng bước nhẹ nhàng tiến về hướng chuồng gà. Dưới bóng trăng, bà không thấy ai, đàn gà cũng im bặt. Bà nghĩ thầm, khéo mình nghe nhầm trăng, có tuổi rồi mà. Nói xong, bà ngoảnh lại, lộn trở lại phòng. Nhưng một lần nữa,
Tiếng gà nháo nhác lại vang lên. Bà Thúy dần bực bội, quyết định xem có chuyện gì. Lần này, bà không dùng đèn, mò mẫm trong bóng tối để đến chuồng gà. Thế quái nào chẳng thấy gì, bà tự nhủ. Mình già rồi sao? Chẳng có tiếng gì mà mình nghe như có ai đó. Bà lê lết đôi chân mỏi mệt trở về phòng, mắt líu díu. Ngay khi vai chạm vào giường, bà đã chìm vào giấc ngủ đến sáng. Mở mắt, bà vụt dậy nhìn quanh, không thấy thằng cu lực đâu. Bà lảo đảo đi tìm, thấy nó ngồi dưới bếp từ bao giờ. Bà ngạc nhiên hỏi, ai chả, cu này lạ thế, còn biết nhóm lửa sưởi cơ đấy. Thằng cu lực quay lại, giọng thơ ngây. Con cũng sắp lớn rồi, tập dần cho quen. Con thấy mấy bạn cùng trang lứa, đa phần đều biết làm phụ giúp một số việc giúp gia đình. Con muốn làm gì đó giúp đỡ mẹ, không ít thì nhiều. Bà Thúy rưng rưng nước mắt, nói trong nghẹn ngào. Được rồi, mẹ biết con đang nói gì. Con hãy cố gắng lên nhé. Bà ôm con vào lòng, cảm giác ấm áp tràn trề. Sau đó, bà bước ra ngoài đi vệ sinh. Ngang qua chuồng gà thì thấy vài ba con gà nằm lăn lóc, rồi muỗi bu đầy. Bà tá hỏa chạy lại xem, nghĩ có dự cảm chẳng lành. Khi thấy 5-6 con gà chết, bà kêu lên. Ôi trời đất quỷ thần ơi, sao gà lại chết hết thế này? Mồm bà lẩm bẩm. Chết rồi, hay là dịch nhỉ? Phải gọi thầy thú y đến xem nào. Bà bước nhanh không ngừng, bóng dáng gầy gò đen đúa của bà đã đứng trước ngôi nhà còn tồi tàn hơn nhà mình. Tay bà liên tục đập cửa, kèm theo lời gọi. Có ai ở nhà không? Khoảng nửa phút sau, một ông cụ tóc bạc trắng, râu dài không cạo, trông gớm ghiếc xuất hiện. Bà Thúy chạy sang lay ông cụ, vừa thở vừa nói. Thầy Nghiệp ơi, cụ sang xem giúp nhà con với. Chẳng hiểu sao mấy hôm qua con cho ăn còn khỏe mạnh, mà sáng nay lại chết la liệt. Con mới sang đây nhờ cụ. Ông Nghiệp vào trong lấy đồ nghề, hai người cùng trở về nhà bà Thúy. Khi nhìn thấy những con gà nằm sóng xoài, ông cũng ngạc nhiên không kém phần bà Thúy. Chết ít đã sót, nay chết nhiều thế này sót hơn. Nhanh tay vào việc, ông Nghiệp kiểm tra nhưng chẳng kết luận được gì. Ông nói, ta chưa gặp trường hợp này bao giờ, ta bó tay. Bà Thúy đôi chút thất vọng, mặc kệ ông Nghiệp ra về. Tất cả con gà đều có một vết cắn ở cổ khá sâu, chẳng biết là gì cắn. Bà đem gà đi chôn, không dám ăn. Đêm xuống, trời đổ mưa phùn, những giọt mưa rơi như tạo ra khói. Trong căn nhà sập xệ, tiếng của thằng cu lực ầm mầm phần nào lấp được khoảng trống vắng. Nhìn thấy con, bà cảm thấy có động lực hơn. Miệng ngáp không ngớt, bà nhanh chóng giục thằng lực đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, bà nghe thấy tiếng sột soạt. Lần này, bà không quan tâm, mãi cho đến khi tiếng động ấy to lên như ở gần tai, buộc bà phải nhổm dậy xem. Nhìn qua khe cửa sổ, bà thấy vẫn còn mưa, nhưng thấp thoáng dưới cơn mưa là hàng đống người lớn, trẻ con đứng xếp hàng trước cổng nhà bà. Mồm bà tê cứng, chân tay không cử động được, miệng méo xệch. Một hồi lâu sau, bà mới dần lấy lại cảm giác trong tay chân, nhưng tâm trạng thì vẫn còn hoảng loạn tột cùng. Để không phải chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó, bà vội vã kéo chăn trùm kín đầu, bịt tai lại. Hơi thở bà dồn dập và mạnh mẽ hơn, nỗi sợ như càng lan tỏa trong không gian ẩm ướt. Bất chợt, tiếng cọc 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 vang lên từ phía cửa, khiến bà Thúy co rúm người lại, nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội. Tiếng gõ cửa ban đầu nhẹ nhàng, nhưng sau đó trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn. Mãi một lúc lâu sau, không gian mới trở lại yên tĩnh, mưa cũng đã ngớt. Khi cảm giác sợ hãi tan biến, bà mới dám hé chăn ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và thở dốc. Mãi một lúc lâu sau, bà thiếp đi lúc nào không hay biết. Đến tận nửa buổi hôm sau, khi nghe tin chồng về, bà mừng rỡ như gặp lại bữa cơm ngon, hớn hở ra đón chào. Thằng cu lực nhanh nhảo reo lên. Bố về rồi. Bố có quà cho con không? Ông Hải nở nụ cười nhẹ, nói, đây, bố có quyển sách nhặt về, mua về cho con đọc. Dù không biết quyển sách có hay hay không, thằng Lực vẫn vui vẻ nhận lấy. Thực ra, ông Hải nhặt quyển sách về cho con, vì đi làm không đủ ăn, thì lấy đâu ra tiền mà mua. Ông Hải nhìn vợ và bất ngờ nói, bà sao thế? Tôi mới đi có 2-3 ngày mà đã tiêu tụy thế này rồi. Mặt hốc hác thâm quầng, nhà có chuyện gì à? Bà Thúy ấp úng trả lời, đâu, tôi chỉ hay thức khuya thôi mà. Ông Hải thở dài, đánh trống lảng, thôi mình vào tắm rửa đi để tôi làm cơm. Trong bữa cơm, ông Hải tuôn trào nước mắt. Mới đi có 2-3 ngày mà cứ ngỡ đã lâu, được ăn cơm nhà thật ngon. Ông ăn lấy ăn để đến nỗi đau cả dạ dày. Khuya, khi đang nằm trên giường, ông Hải bỗng nghe tiếng gà kêu to. Ông tự nhủ, quái lạ, có cái gì ở chuồng gà mà đàn gà kêu như vậy? Phải đi xem mới được. Cầm đèn dầu trong tay, ông chậm rãi từng bước tiến về chuồng gà. Mở cửa ra, ánh đèn soi rọi,
Ông bàng hoàng khi thấy một con gà nằm chết trên vũng máu còn tươi. Ông vội vào trong nói với vợ. Minh ơi, đàn gà bị trộm rồi hay sao ấy? Nghe vậy, bà Thúy kể lại chuyện xảy ra mấy hôm trước khi ông đi vắng. Mấy hôm trước, trong nhà cũng xảy ra chuyện tương tự, nên tôi mới sợ không dám ngủ, thành ra tiêu tụy như vậy. Ông Hải đập bàn. Chắc chắn là trộm rồi. Chuyến này tôi sẽ bắt tận tay, dây tận mặt. Bà Thúy gật đầu. Chắc là vậy rồi mình ạ. Ông Hải quyết định. Cứ để xem. À, để tôi dọn cơm lên ăn. Đang ngồi suy nghĩ, bất chợt một giọng nói làm ông giật mình. Cơm thôi ông, ngồi ngơ ngẩn thế. Bất ngờ, ông Hải lắp bắp. Ăn cơm thôi. Lực ơi, ăn cơm. Lực đáp lại, giọng nhỏ nhẹ. Vâng ạ. Một ngày nữa trôi qua. Tối hôm ấy, ông Hải tìm một chỗ nấp bên cạnh chuồng gà bốc mùi để canh bắt trộm. Mặc cho sự khó chịu, ông quyết tâm theo dõi. Mắt ông dần mờ đi vì buồn ngủ, nhưng tiếng gà kêu vang dội khiến ông tỉnh hẳn. Ông ngó đầu ra ngoài, chẳng thấy gì ngoài đàn gà chạy tán loạn. Ông nghĩ thầm, kỳ lạ thật, gà kêu mà không có ai. Hay là gà trống đuổi gà mái? Ông đứng dậy, đi vào nhà ngủ tiếp, chẳng mảy may quan tâm. Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, bà Thúy đang cọ nồi ngoài cổng thì nghe thấy tiếng ồn ào. Tò mò, bà chạy ra xem và thấy mọi người chạy toán loạn. Bà níu vai một người, giọng gấp gáp. Có chuyện gì mà mọi người chạy hớt hải thế? Người kia trả lời nhanh. Ở nhà cụ Sơn có mời thầy bói về xem cho gia đình. Tôi đi xem nhờ luôn vài quẻ. Nghe bảo ông thầy giỏi lắm. Bà Thúy buông tay, chạy vội về nhà, suy nghĩ. Nhà mình vừa xảy ra những hiện tượng lạ. Lần này phải đi xem sao. Bà chạy vào, sửa soạn quần áo rồi quay ra nói với chồng. Ông cho tôi ít tiền đi chợ nào. Ông Hải sờ túi áo, lôi ra một ít tiền đưa bà. Nhận tiền xong, bà nhanh chóng ra đi. Tại nhà cụ Sơn, mọi người đứng chật cả sân. Bà Thúy len lỏi qua từng người, nhìn thấy bóng dáng ông thầy bói. Tướng mạo ông ta khá điệu đà, khuôn mặt trái xoan nhìn có vẻ đáng yêu. Ông thầy đứng dậy, tay chắp nhảy vài cái rồi ngồi xuống, vuốt tóc không ngừng. Bỗng, ông ta lắc đầu điên dại, miệng lẩm bẩm không rõ lời, nghe loáng thoáng như Nam Mô A Di Đà Phật. Ông thầy quay ra nói với cụ Sơn, gia đình nhà con không có chuyện gì đáng kể, cũng chẳng phạm gì. Từ giờ yên tâm làm ăn, ăn no ngủ kỹ đi nhá. Giọng cười sảng khoái vang lên. Lúc này một giọng nói xen lẫn trong đám đông. Thầy ơi, xem giúp nhà con một quẻ. Ông thầy hướng đôi mắt về phía người nói, thấy một người đàn bà đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch chạy đến, quỳ trước mặt ông thầy, van vỉ. Thầy ơi, thầy xem cho con tuổi lấy chồng với ạ. Năm nay con hơn 40 rồi mà vẫn còn độc thân. Hàng họ để lâu ngứa ngáy quá ạ, để lâu khéo móc mất. Mọi người xì xào cười rúc rích. Ông thầy bói cũng nhếch mép cười nhẹ rồi nói. Được thôi, hãy đặt lễ để ta xem. Hiểu ý, bà ta lôi trong túi áo ra một tờ tiền, đặt lên cái đĩa sứ trước mặt ông thầy. Lúc này, ông thầy mới bắt đầu làm lễ. Bấu lấy tay bà ta, ông ta bắt mạch. Sau một hồi đủ động tác, ông nói. Ta thấy con có duyên âm đi theo. Bà ta bất ngờ nói. Hèn nào đến giờ phút này vẫn chưa có một mụn chồng là thế. Rồi bà chửi bóng chửi gió. Mẹ con duyên âm, sao mày bám chặt tao như đỉa thế? Tao chém vào đầu, tao bốc phân đắp lên mặt mày, cút con mẹ mày đi. Ông thầy nhíu mày nói. Cái nhà bà này bị thần kinh không? Đang làm lễ mà cứ chửi thế là thế nào? Bà càng chửi thì duyên âm nó càng bám chặt đấy, không đùa đâu. Bà ta kêu lên. Ôi thầy ơi, thầy giúp con với, con muốn lấy chồng, không muốn ở không nữa. Ông thầy lại được một phen cười bò, nói tiếp. Được rồi, không vấn đề gì cả, cứ về đi. Hôm nào ta sang làm lễ cho, ghi cái địa chỉ vào đây. Vừa nói, ông ta vừa lôi ra tờ giấy từ túi quần rồi đưa cho bà ta. Bà ghi mấy dòng nguệch ngoạc rồi đưa lại cho ông thầy. Sau cùng, đến lượt bà Thúy. Bà ngồi vào cái chiếu dưới sân trước mặt ông thầy. Ông ta hỏi, thế bà định xem gì? Nhìn bà người âm khí bùa vây, dự đoán điềm chẳng lành. Nghe vậy, tinh thần bà Thúy sụp đổ chút ít. Bà ngắc ngứ nói, dạ. Thú thật với thầy, nhà con dạo này không hiểu sao cứ thấy đàn gà chạy toán loạn, xong lại chết. Vì vậy, con phải lặn lội sang đây nhờ thầy ạ. Ông thầy nói, hãy đặt lễ để ta xem cho. Bà lôi ra tờ tiền, đặt vào cái đĩa sứ. Ông thầy bắt đầu làm lễ, rồi nói, bà đưa tay đây ta xem. Nhanh chóng, bà đưa tay cho ông thầy cầm. Ông ta nghĩ thầm, con mụ này tay trắng thế. Ông liếm môi tỏ vẻ dâm dê, vừa mân mê tay bà vừa nói, bà này có lẽ cũng có duyên âm theo đấy. Nhưng mà yên tâm, ta sẽ giúp bà giải quyết. Cái nhà bà này, đất độc phong dữ, là nơi tụ họp các hồn ma lưu lạc. Mảnh đất nơi bà đang ở bị ám.
Nếu muốn không còn bị quấy, thì hãy xây một cái miếu thần linh đi. Ông thầy nói tiếp, tôi thấy nhà bà có người chết giữa cổng, hãy quay cổng đi hướng khác, đừng đi qua đó nữa. Vừa dứt lời, từ đâu đó có người lao vào ông thầy, có những hành động bạo lực. Nhờ khuyên can, mọi chuyện mới yên lành. Đó là ông Hải, chồng bà Thúy. Thấy vợ hôm nay khác lạ, tiền xin nhiều, thường ngày đi chợ mua đồ chưa đến 500, tầm 200 đổ xuống. Ông nghi ngờ và đã theo dõi bà. Khi biết bà đến đây xem thầy, ông đã tức giận. Ông Hải kéo bà Thúy đi, mặc cho bà kêu đau. Đau quá, ông bỏ tôi ra. Mọi người dần tản ra, cũng về hết. Ông thầy bị đấm cho nhòe cả mắt, vừa ôm đau vừa nói. Mà cha cái lão kia, người ta có làm gì vợ mày đâu mà phải nhảy vào như vậy. Chờ đấy, có ngày mày chết với tao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Về đến nhà, ông Hải hung hăng nói với bà. Sao bà lại nói dối tôi như vậy? Đã thế còn cho cái lão kia cầm tay suốt. Bà giải thích. Tôi xin lỗi, không dám nói cho ông vì sợ ông không cho tiền đi nên mới đành nói dối. Ông thầy ấy bắt mạch để xem cho nhà mình chứ có ý gì đâu. Có thế thôi mà cũng ghen. Chịu thật đấy. Chưa kịp nói xong, ông hét lên. Cầm tay sao mà cầm lâu thế, còn sờ soạng khắp nơi, bảo sao không ghen. Bà nói, coi như tôi sai, cho tôi xin lỗi. Từ lần sau tôi sẽ hạn chế hơn. Cơn tức dần phần nào đã xoa dịu, ông không nói gì thêm, quay vào trong. Chiều tối, bà mạnh dạn vào chỗ ông và nói, ông ơi, tôi xin lỗi, ông tha lỗi cho tôi đi. Ông Hải lúc đầu quyết tâm lắm, nhưng sau vì lời nói ngọt ngào của bà, ông cho qua việc này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi hai bên hòa hợp lại với nhau, bà nói, mình à, tôi nói thật, từ hôm mình đi trong nhà, xảy ra nhiều chuyện lắm. Tôi không dám nói với ông, vì sợ ông lo lắng. Còn nhớ cái vụ có người tai nạn chết trước cổng nhà mình không? Người ấy đêm nào cũng quấy làm em không yên giấc. Vì thế hôm nghe mọi người bảo có ông thầy giỏi, tôi mới giả vờ xin tiền ông để đi xem. Bà tiếp tục. Nói đây, mình đừng ghen. Ông thầy đó bảo đất nhà mình giữ vong nặng, lại còn có vong hồn người tai nạn nữa. Bảo sao không quấy quả. Ông ấy bảo, hãy làm một cái miếu thần linh để phần nào dẹp được những vong hồn vất vưởng đó. Ông còn nói thêm, hướng cổng chính nhà mình có người tai nạn, hãy quay đi hướng khác, đừng để hướng cũ. Ông ngẫm nghĩ hồi lâu, do dự mãi cũng đành nghe theo vợ. Đêm hôm ấy, gió heo may thổi lùa qua, lẫn trong tiếng gió là tiếng ếch nhái kêu râm ran, nghe đến điếc cả tai. Ông Hải và bà Thúy đang ngồi nói chuyện, thì bên ngoài bỗng vang lên những tiếng động rợn người. Cả hai im bặt, chỉ còn lại tâm thế hồi hộp và lo âu. Gió mạnh làm bay cả cánh cửa, nhìn ra phía cổng, họ thấy một bóng người xuất hiện trong hình thái kỳ dị lạ thường. Người ngợm be bét máu, kinh hãi đến chết khiếp. Ông Hải gan dạ bước ra để nhìn rõ hơn, nhưng bóng hình đó biến mất không dấu vết. Bà Thúy chạy lại bám chặt vai ông, run rẩy nói, đấy, đấy là vong hồn người tai nạn ấy mình. Ông Hải đứng chết chân, miệng cứng đơ không thốt nên lời. Bà Thúy cảm thấy nước lạnh bắn vào chân, nhìn xuống thì thấy ông Hải đã đái ra quần. Bà lay mạnh người ông, nhưng ông không có phản ứng gì. Mãi đến khi bà tát mạnh, ông mới trở về thực tại. Nhìn xuống quần mình thấy ướt đẫm, ông Hải xấu hổ chạy ngay vào buồng tắm thay đồ. Trong buồng tắm, ông cứ thấy rờn rợn, tóc gáy dựng đứng. Chắc là do gió thổi, ông tự trấn an mình. Trở lại gian nhà, bà Thúy hỏi. Lúc nay ông có chuyện gì mà đứng đần ra thế? Ông Hải bập bẹ như trẻ con tập nói. Tôi, thấy ma. Là vong hồn người tai nạn. Trông ghê quá bà ơi. Bà Thúy nói. Đấy, nó cứ hiện hữu như vậy, thì cuộc sống mình sẽ ra sao đây? Quấy rối thế này thì còn gì là người nữa? Hai vợ chồng đêm ấy thức trắng, không ngủ được chút nào. Ngay hôm sau, ông Hải bắt tay vào công việc. Ông đi xin những mảnh gỗ, mảnh ván về lắp ghép thành cái khung vuông rộng rãi với chân đỡ, đặt vị trí cái miếu đối diện cửa nhà. Khi mọi thứ đã xong xuôi, bà Thúy mới yên tâm làm phần còn lại, đó là làm lễ. Miệng nói tay chắp, con làm mâm cơm nhỏ, mong các thần linh hãy về ngự cai quản đất này, con xin lại. Nói xong, bà cúi lại liên tục. Một lúc sau, bà ngừng. Thằng cu lực từ đâu chạy đến, thấy cái miếu có con gà trống nguyên, nó ngây ngô không biết gì. Bế cả con gà chạy ra một góc ăn như ma đói. Khi bà Thúy ra thu lễ, bà há hốc mồm khi không thấy con gà đâu. Bà càng hốt hoảng khấn. Hỡi các thần linh, xin người từ giờ hãy cai quản đất ở cho con với. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa nói, bà vừa vái, nhưng sao nghe chừng nó không đúng lắm. Đa phần muốn lập miếu phải mời thầy, nhưng hai vợ chồng này không biết, chỉ lập miếu thờ không.
chẳng có một vị thần nào dễ dàng chấp nhận cai quản cả. Thằng Cu Lực ăn hết con gà một cách nhuần nhuyễn. Chỉ trong chớp mắt, con gà đã không còn dấu vết gì. Ông Hải thì loay hoay tìm hướng cổng mới cho nhà. Chỗ nào cũng không vừa ý, mãi đến khi hội ý với bà Thúy, hướng cổng mới dần được hé lộ. Hướng cổng sẽ đi về phía sau. Quên đi chuyện tối hôm đó, bà Thúy đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt cảm thấy có ai đó cưỡi lên người, làm bà thở khó khăn, ngực nặng trĩu. Cổ bà bị nghẹo sang một bên, để ý kỹ, bà thấy một thân thể be bét máu, trông hãi hùng. Kẻ đó đưa móng tay sắc nhọn bóp cổ bà, kèm theo giọng nói lạnh lẽo. Bà bỏ ngay cái miếu, không gia đình bà sẽ chết. Đó là vong hồn người tai nạn hiện về bóp cổ bà, như một lời cảnh báo. Bà choàng mở mắt, vùng cổ và ngực đau nhói, cảm giác ấy không biết diễn tả ra sao. Trong đầu bà vẫn còn đôi chút ký ức về người tai nạn đó. Bà thẫn thờ ngồi dựa giường suy tư, có khi nào vong hồn ấy cần gì? Rồi bà khấn lẩm nhẩm, hỡi vong hồn người tai nạn, tôi không thù không oán, hãy buông tha cho nhà tôi, cho tôi được sống trọn vẹn. Nếu cần gì, tôi sẽ giúp cho, hãy bảo tôi. Tiếng mở cửa vang lên khiến bà giật bắn tim. Có tiếng bước chân lảo nhảo bên ngoài gian nhà chính. Hé cửa ra, bà nhìn thấy đích thị là vong hồn ấy. Nó lượn lờ bay tứ phía, làm lạnh cả đốt sống cổ. Nhưng không chỉ có một vong hồn, bà thấy đông đúc người ngồi chơi trong nhà mình. Bà hãi khiếp, tim bà chết sững khi những vong hồn đó phá phách đồ đạc ở bàn thờ giả tiên. Máu can đảm nổi lên, thôi thúc ý chí, bà bật toang cánh cửa. Khi cánh cửa hé mở, những vong hồn đó biến mất ngay. Bà cảm thấy khó lòng mà thấy lại những vong hồn đó. Vài ngày sau, trong nhà xảy ra nhiều chuyện động trời. Từ khi xây cái miếu, càng thấy nhiều điều bất thường hơn. Đêm hôm ấy, bà lại thấy vong hồn đó. Lần này, bà đã thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ với khuôn mặt nát bét, kinh dị, u ám. Nhưng sau hôm nay, đôi mắt người đó đỏ ửng lên, những tia nhìn hằn học. Giọng nói âm thanh ma mị, tôi bảo bà đập cái miếu ấy đi. Bà không đập, tôi sẽ cho gia đình bà chết hết. Một giọng nói cười điên dại. Bóng hình biến mất, trạng thái bà hoảng loạn. Ông Hải thấy thế, vội vã lao lại, buông lời. Bà sao thế? Có chuyện gì kể tôi nghe? Tâm lý bà không ổn định nữa rồi, giờ không khác gì người tâm thần. Ông Hải lao lại khống chế bà, nhưng bị bà cắn. Mãi sau đó, bà mới trở lại như ban đầu. Khi bà định thần lại, ông để im cho bà ngủ. Ông Hải cảm thấy đau đầu nặng, đau giật từng cơn. Cứ một ngày qua đi, lại thêm một chuyện. Đúng đêm hôm ấy, bên ngoài cửa có tiếng gõ. Tò mò, ông Hải bén mảng đi xem, quái lạ chẳng thấy ai. Ông lại đóng cửa, lộn về trong, nhưng chưa lâu sau đó lại tiếng gõ lần nữa. Lần này, ông bất ngờ phát hiện một con cú mèo không to lắm, mắt sáng ngời. Thế quái nào mà nó không bay khi ông lại gần. Ông vớ lấy cái gậy và đập chết con cú mèo, tự hỏi liệu đây có phải là điểm gờ. Sau khi đập chết, ông mang nó vào chế biến. Thằng Cu Lực, với bản tính ham ăn, khi ngồi vào mâm thấy thịt liền nhồi nhét mấy miếng. Vợ ông cũng quen mùi, mỗi khi ngồi mâm là phải nếm thử xem có ngon không. Ông chưa kịp ăn miếng nào thì thấy hai mẹ con ôm bụng quằn quại sau khi ăn xong, rồi họ phụt ra một lượng máu và chết ngay lập tức. Ông cứ ngỡ đó là giấc mơ, nhưng đó là thật. Ông chạnh lòng chạy lại lay hai người. Bà ơi, con ơi, hai người đừng làm tôi sợ. Ông đưa tay vào mũi hai người và nhận ra họ đã ngừng thở. Ông gào khóc thảm thiết. Anh chị cả nghe ồn ào cũng chạy sang xem. Khi thấy hai người nằm chết, người anh cả vội vã hỏi. Có chuyện gì thế? Ông Hải nấc lên. Hai vợ con em ăn thịt chim, thế là bị ngộ độc chết. Người anh cả gấp gáp. Xem có thể đưa sang ông Quang để chữa không? Ông Hải đáp trong tiếng nấc. Không được đâu anh ạ, không kịp nữa rồi. Hai người đã chết. Em là thằng chồng tồi khi đã hại cả vợ con. Em không đáng sống nữa. Người chị dâu an ủi. Thôi em bình tĩnh, đừng nghĩ quẩn. Chuyện ngoài ý muốn, không ai mong muốn nó, nên hãy vực dậy nhé. Những lời an ủi có đôi chút dịu bớt tâm hồn ông. Khi tin lan ra, người làng kéo đến ầm ầm như mở hội. Hai cái xác đã nằm trong quan tài, tiếng kèn trống, đàn nhị hòa lẫn tạo cảm giác thê lương, ảm đạm. Trong căn nhà giờ chỉ còn mỗi ông, tâm can giờ chẳng còn, vợ thì mất. Ông không thiết sống nữa và treo cổ chết ngay trong nhà. Mọi người phát hiện đã muộn, cái xác thối rữa bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vài năm sau, căn nhà ấy có một chủ mới là chàng trai trẻ tên Bằng. Căn nhà không có người ở, bụi bặm đầy ắp. Khi đi qua đây, anh có cảm giác thôi thúc bởi thứ gì đó, buộc anh phải chọn nơi này để sinh sống. Khi anh chuyển về, mọi người ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi.
Có người khi nhìn thấy còn co chân bỏ chạy. Đêm hôm đó, khi đang ngồi ngơ ngác ngoài hàng hiên, từ đâu có một con chim xà vào lòng anh. Với bản tính thật thà, chất phác, anh đã giơ cao tay, đánh khẽ và âu yếm vuốt ve bộ lông huyền ánh tuyệt đẹp. Một lúc sau, khi đang ngồi ăn cơm, ngoài cổng có tiếng gọi. Có ai nhà không? Bằng ngước mắt nhìn ra, thấy ông trưởng làng, nhưng sao mặt ông gấp gáp. Khi thấy Bằng, ông ta lên tiếng. Cậu mới chuyển về đây hả? Bằng nhanh nhảu trả lời. Dạ vâng, có chuyện gì thế bác? Ông trưởng làng nói. Nếu mà chuyển về đây, thì phải sang báo cáo tôi chứ. Cứ tự tiện thế này chết dở. Anh ta đáp. Ui, cháu không biết, bác thông cảm. Cháu vừa được ông Nhật chuyển giao cho ngôi nhà này. Cháu thấy nơi đây đẹp nên quyết định mua đất ở luôn ạ. Ông trưởng làng sắn quần ngồi xổm rồi nói. Mày tốt nhất lấy lại tiền đi. Đừng ở trong ngôi nhà này, để tao kể cho mà nghe. Mấy năm trước, có ba người sinh sống ở đây. Em trai ông Nhật, vợ và con. Nghe bảo mảnh đất này có ma ám, gia đình họ bị quấy đến chết. À không phải, trong một lần, người em thấy có con chim cứ gõ cửa. Bực bội ông chồng đập chết nó, mang cho vợ con ăn, rồi họ chết hộc máu mồm. Sau đó, ông chồng cũng tự tử mà chết. Bằng cười rồi nói, bác ơi, kệ đi, mình có làm gì phạm người ta đâu. Cháu sẽ làm lễ cúng họ xin được ở nhà này. Chắc chắn họ đồng ý thôi, ai dám từ chối chứ. Cháu nói thật nhé, cháu chẳng sợ ma đâu, dù có hiện hồn về đòi nhà, cháu cũng chẳng sợ. Ông trưởng làng nói, đấy mà tinh tướng, cảm thấy sống được thì sống, không sống được thì thôi. Ông nói tiếp, à, mày cho tao xin họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán của mày với. Cháu là Khúc Văn Bằng, quê ở Sơn La, cháu sinh ngày 2 tháng 12 năm 1997. Ông trưởng làng ngạc nhiên. Thằng này trẻ gớm nhỉ, vẫn chưa có vợ à? Bằng đáp lại bằng giọng vui tươi. Cháu chưa, con đang sợ ế đây này. Ông trưởng làng thì thầm tai Bằng. Thôi thì trước sau cũng là người làng này. Hôm nào tao giới thiệu mấy đứa trong làng, đảm bảo mày mê lấy mê để, mê không biết lối về. Bằng đưa tay bắt tay ông trưởng làng, cả hai người hiểu ý nhau. Cảm ơn lòng tốt của bác, Bằng nói. Ông trưởng làng cũng nói, có việc gì khó khăn cứ gọi tôi nhé. Nhà tôi bên kia rặng tre gai kìa. Nói xong, ông ra về trong niềm hân hoan hớn hở. Sau khi ăn xong, Bằng ra vòi nước để rửa. Trong lúc rửa, anh có cảm giác lạnh lẽo từ phía gáy. Đưa tay vòng ra cổ xoa xoa cho bớt cảm giác ấy. Chợt anh nghe thấy tiếng khóc ai oán của người nào đó. Lặng yên một hồi để lắng nghe và cũng định hướng được âm thanh đó. Nó phát ra từ trong căn nhà. Anh ta không tỏ vẻ sợ gì, hùng hục như trâu húc mã, bước từng bước săn chắc vào nhà. Vào đến nơi, chẳng thấy gì. Đưa mắt đi lại, anh mới phát hiện một vết máu đen ngòm khô dưới nền nhà. Anh áp mũi xuống người, một mùi tanh ngòm khó chịu xộc lên khiến anh phải bịt mũi. Anh nói, cái gì thối thế? Nhà này lâu không vệ sinh, bẩn quá, mai phải dành ra một buổi để dọn dẹp mới được. Leo lên giường nằm, mắt dần nhắm, bỗng có tiếng gọi bên tai. Này thanh niên ơi, ra đây tao bảo. Bằng không nghe thấy gì. Khi đã ngủ, anh không dậy giữa chừng, mặc cho có phát ra tiếng động rất to, anh vẫn ngủ say như chết. Ngày hôm sau, anh chăm chỉ dọn dẹp căn nhà. Hôm nay, anh quyết định biến căn nhà này từ nhà lá thành nhà gỗ. Tìm mãi trong làng, cuối cùng anh cũng gặp được một người làm nghề thợ mộc. Băng qua vài đoạn đường, anh mới tới một ngôi nhà làm bằng gỗ lim đẹp mắt. Anh gọi, nhà có ai không? Một người đàn ông bước ra với khuôn mặt lạ lẫm, rồi nói, anh là ai? Hình như không phải người làng này thì phải. Bằng đáp vội, dạ, con mới chuyển đến. Vậy à? Giọng người kia ồm ồm vang lên, khiến Bằng giật thót tim. Cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Một lần nữa, giọng nói âm vang làm anh giật mình. Bằng bình thản đáp, à, con sắp tới muốn xây một ngôi nhà gỗ, không biết chú có làm không? Người đó trả lời, tôi thì cái gì cũng làm. Đã làm nghề thợ mộc thì tất nhiên những việc ấy phải làm, không làm lấy cháo mà húp à. Bằng cười rồi nói, vậy thì hôm nay chú sang làm cho con nhé. Anh móc ra cái tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho người thợ mộc. Khi nhìn thấy địa chỉ, người đó mặt tái xanh như tàu lá chuối. Bằng thấy lạ hỏi, sao thế chú? Người kia ấp úng nói, không, không sao, cậu cứ về đi, hôm nay tôi sẽ sang. Khi Bằng về, ông thợ mộc còn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chịu làm cho nhà Bằng. Vài ngày sau, tiếng động cơ công nông rền vang làm điếc cả tai. Trên chiếc xe là chú Tình, người đàn ông hôm nọ. Khi thấy Bằng, chú hớn hở gọi thêm ông Nhật. Ông Nhật ơi, sang đây phụ cháu chút việc. Ông Nhật nhăn nhó đáp lại, đang thải nước cứ gọi làm mất tự nhiên, chẳng nhẽ tao đấm cho vào mồm ế.
Bằng cười toang hoác mồm. Căn nhà lá cuối cùng cũng bị dỡ bỏ, để lộ ra một mảnh đất trống không. Trước khi đào móng, Bằng tìm đến ông trưởng làng nhờ người đến phụ giúp. Chỉ một lát sau, có thêm hơn gần chục thanh niên to khỏe đến. Mọi người chẳng còn nhớ gì về những câu chuyện kỳ bí xảy ra trong căn nhà này và cứ thế ung dung làm việc. Khoảng vài tiếng sau, móng nhà cũng được lộ rõ. Một thanh niên ở một góc thét ầm lên. Có xương người. Mọi người đều bất ngờ chạy lại xem. Thì thấy bao nhiêu xương người, đầu lâu, bánh chè, xương sườn, hàm răng nằm đó. Ai cũng chết sững, không nói nên lời. Ông Nhật cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ông lục lại ký ức rồi nói. Đây trước là khu nghĩa địa của làng. Ngày xưa làng này xảy ra một dịch bệnh lây lan. Rất nhiều người chết, la liệt chết chỗ nào chôn chỗ ấy, chỗ nào trống thì chôn. Đến khi dịch bệnh qua đi, chỉ còn vài người thoát khỏi dịch bệnh ấy sống sót và kể lại. Sau khi hết dịch bệnh, làng này mới khai hoang, trước kia còn sơ sài, rậm rạp như rừng. Vừa nghe vừa nhìn, Bằng cảm thấy thương xót. Anh lập tức chạy đi gọi ông trưởng làng đến để giải quyết. Khi thấy cảnh tượng, ông ta mắt chữ A mồm chữ O, bàng hoàng tưởng những người chết đó đã được tìm thấy hết, nào ngờ vẫn còn sót lại. Ông trưởng làng nói, bây giờ hãy đi mời thầy về làm lễ, mọi người đừng động gì đến. Ông thợ mộc nói, khoan, ông định mời thầy nào? Ông trưởng làng đáp, cái ông thầy hôm nọ làm lễ cho nhà cụ Sơn đấy. Ông thợ mộc phản đối, ông đó là thầy dởm, biết cái gì đâu. Nghe tôi mách đi, lên Điện Biên mời nữ thầy Liên về mà làm lễ, chứ mời ông đó thì có mà chết, việc không giúp được còn làm hỏng thêm ấy chứ. Ông Nhật nói, thế để tôi với thằng Bằng đi cho. Ông thợ mộc chạy về lấy bút và tờ giấy ghi địa chỉ rồi mang sang cho hai người. Ngay ngày hôm đó, ông Nhật và Bằng mượn xe chạy đi. Trên đường, ông Nhật hoảng khi thằng Bằng lái xe với tốc độ bàn thờ. Ông cứ hét vào tai nó, cái thằng này, mày đi nhẹ thôi. Cứ phóng ầm ầm thế này tao chết sớm. Bằng đáp lại, chết sao được. Nó cứ phóng nhanh vượt ẩu làm ông Nhật ngất lên ngất xuống. Cuối cùng, sau một ngày ròng rã, họ cũng đến Điện Biên và may mắn tìm thấy nữ thầy Liên. Phải nói rằng, không khí trên này trong lành và dễ chịu hơn ở dưới xuôi. Cảnh vật đẹp đến mê mẩn, những ngôi nhà sàn nhấp nhô trên những triền núi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bằng và ông Nhật lúc này đang đứng trước cổng nhà nữ thầy mà họ tìm kiếm. Bằng bạo dạn gọi vào trong, có ai ở nhà không thế? Một lúc sau, có một cậu bé chừng 10 tuổi bước ra và hỏi, hai người có chuyện gì thế ạ? À, đây là nhà thầy Liên phải không em? Bằng hỏi. Cậu bé thật thà trả lời, đúng rồi, hai người tìm chị cháu ạ. Tiếc quá, chị cháu đi xuống chợ phiên rồi. Mời anh và bác vào ngồi đây chờ một chút, chị em về ngay thôi mà. Cậu bé rót nước mời hai người, mới tí tuổi mà đã biết xưng hô thành thạo và mời khách một cách lịch sự. Quả thật, ý thức con người trên này khác dưới xuôi rất nhiều. Dù là người lạ, cậu bé không sợ mà ngược lại còn niềm nở đón chào nồng nhiệt. Bên ngoài cổng có tiếng chó sủa vang, ai cũng quay mắt nhìn. Đối với Bằng, khi nhìn thấy nữ thầy Liên, anh ngơ ngác miệng rỉ nước, trông như kẻ say. Thằng bé lên tiếng, chị cháu về rồi đấy ạ. Nó chạy ra và nói thầm với chị nó, chị ơi, có khách đến tìm chị. Vậy hả? Cầm thức ăn vào trong để chị tiếp khách. Ngay khi thầy Liên gửi lời chào, hai người cũng chào hỏi lại và thưa chuyện. Bác và anh đây tìm cháu có việc gì thế ạ? Thầy Liên hỏi. Bằng nhanh chóng nói, à, bọn tôi lên đây tìm thầy để về xem những bộ hài cốt ở trong nhà vừa mới đào móng phát hiện ra, nên mời thầy xuống để xem như nào giúp con với ạ. Nữ thầy nói, vậy à, hai người chờ em một chút nhé, để em vào lấy ít đồ. Ngồi ngoài này, Bằng láo cá nói với ông Nhật, này ông Nhật, công nhận gái trên này xinh thật, xinh mười mươi mà lại còn giỏi giang nữa, còn gì bằng. Ông Nhật thắc mắc, con gái mà cũng làm thầy nghe cứ sai sai làm sao ấy. Bằng đáp, sai cái gì, ai làm thầy chẳng được, trẻ con còn làm thầy nói gì phụ nữ. Đây này, ở bên Mạn Sơn La của cháu đa số là thầy nữ. Ông Nhật dần hiểu ra và nói, thế à, tao cứ tưởng chỉ mỗi con trai làm thầy thôi. Thầy Liên bước ra, giọng nhẹ nhàng, đi thôi hai người. Bằng lấy xe kích nổ máy vào số vít gà, chiếc xe trông như sắp hỏng. Bằng lái thầy Liên ngồi giữa và ông Nhật ngồi sau cùng. Trên đường đi, Bằng nói vu vơ, này thầy có lấy chồng không? Thầy Liên ngượng ngùng nói, lấy thì vẫn lấy được, nhưng sợ là không có ai yêu ai thương thôi. Có con yêu thương thầy đây. Bằng cười đùa. Thầy Liên mặt đỏ ửng. Bất ngờ, Bằng phanh gấp khiến thầy Liên đổ dồn vào lưng anh, tạo ra một tình huống khó xử
nhưng lại càng tăng thêm sự hấp dẫn và huyền bí cho chuyến đi. Ông Nhật quát lớn, cái thằng kia, mày lái xe kiểu gì vậy? Tao đã nói 5 lần 7 lượt rồi, mà mày không chịu nghe, đi chậm một chút thôi. Thầy Liên hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh, nói, không sao đâu, cứ chạy tiếp đi. Bằng vẫn không mấy quan tâm đến sự lo lắng của ông Nhật, hỏi tiếp, thầy sinh năm bao nhiêu mà trẻ đẹp thế ạ? Thầy Liên khe khẽ đáp, tôi sinh năm 1999. Bằng bất ngờ, ôi trẻ thế mà lại đẹp. Một nụ cười nhẹ nở trên môi thầy Liên, nhưng trái với vẻ vui vẻ đó, ông Nhật mặt mày nhăn nhó nghĩ thầm, để xem chúng mày có chịu nổi không, đúng là hết thuốc chữa. Sau mấy ngày, ba người mới trở lại làng. Khi bước vào khu đất, thầy Liên bỗng cảm thấy đau nhói ở ngực. Bằng tinh ý nhận ra điều này hỏi, thầy sao thế? Có cần con giúp gì không? Thầy Liên trả lời, đất này nhiều âm khí quá nên ta hơi ngạt, không có gì đâu. Bằng không hỏi thêm, tiếp tục quan sát. Khi nhìn thấy những bộ hài cốt, thầy Liên nói với mọi người, hiện tại mảnh đất này bị ám rất nặng, muốn chữa cũng phải mất một thời gian, không thể xong ngay được. Nghe vậy, mọi người im lặng, không ai nói gì. Thầy Liên tiếp tục, hiện tại, trước mắt nhờ mọi người đi sắm chút đồ lễ về đây. Bằng lập tức lôi xe kích ra, phóng đi như bị chó đuổi, nhanh chóng trở lại với đồ lễ. Dài một cái chiếu ra, đặt đồ lễ vào trong. Bằng và ông Nhật ngồi ở đó chờ. Thầy Liên rút ra một cái chuông từ trong túi, lắc lư khiến âm thanh chói tai, nghe lâu có thể thủng cả màng nhĩ. Cuối cùng, thầy Liên dừng lại, ra lệnh cho vài thanh niên nhặt hết xương lên, rửa bằng nước ấm, rồi đưa đi chôn tại nghĩa địa của làng. Mọi người vội vã làm theo chỉ đạo. Khi tất cả xương cốt đã được chôn cất, thầy Liên bắt đầu làm phép. Thầy lấy ra một lá bùa, dán xuống mảnh đất và niệm chú. Lá bùa phát sáng rực rỡ, ánh sáng chói lòa khiến mọi người phải nhắm mắt lại. Khi lễ xong, thầy Liên quay lại, nói với mọi người, hiện tại mọi người vẫn tiếp tục làm nhà như thường nhé. Thầy Liên tiếp tục, hiện tại tôi đã trừ được một số tà khí và vong hồn, nhưng cảm giác mảnh đất này vẫn còn nhiều oán linh dữ tợn. Chúng muốn chiếm hữu mảnh đất này. Dù vậy, tôi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại giữa chừng. Rồi thầy Liên phát cho mỗi người một chiếc lá bùa, dặn dò, trong quá trình làm nhà, chắc chắn sẽ xảy ra sự cố. Tất cả những sự cố đó là do vong hồn gây ra. Hãy giữ chiếc bùa này bên mình để được bảo vệ an toàn. Mọi người cảm ơn rối rít. Ông Nhật sau đó nói với thầy Liên, thầy ở lại ăn cơm với gia đình con đi. Ở lại chơi dăm bữa, phần còn lại thì giúp con với nhé. Thầy Liên gật đầu, được rồi, giờ về nhà cũng không có việc gì, tôi sẽ ở lại đây vậy. Căn nhà gỗ hoàn thành sau 1 tháng, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mới có thể hoàn thiện nhanh như vậy. Thầy Liên đã ở dưới xuôi cả tháng và dần quen với cuộc sống nơi đây. Hôm đó, khi thầy Liên đến, thấy ngôi miếu gỗ vẫn còn đó, nhìn vào bên trong chẳng có vị thần nào. Thầy quay ra nói với Bằng, con hãy đi sắm đồ lễ nữa về đây. Bằng vội vã đi mua, mang về một bàn lễ toàn hoa quả, không có gà vịt xôi như thường lệ. Thầy Liên ngồi chắp tay, mắt nhắm, miệng lầm rầm niệm chú, âm thanh không rõ. Sau một khoảng thời gian dài, thầy Liên hoàn tất lễ và nói với Bằng, con hãy làm lại một cái miếu mới, chắc chắn hơn, nhớ chưa? Bằng gật đầu, và ngay hôm ấy, anh cho người làm luôn, sáng hôm sau đã hoàn thành. Khi miếu mới đã xong, lại đến lượt thầy Liên làm lễ tiếp. Lần này không cần đồ lễ gì cả. Thầy đứng trước miếu, miệng lầm rầm niệm chú không rõ. Một đêm nọ, khi mấy người làng đang ngồi ăn cơm trong nhà, bất chợt thầy Liên nhìn thấy từ chỗ miếu có bóng người mờ mờ. Cảm thấy có điều chẳng lành, thầy nhắm mắt lại, dường như hiểu ra điều gì. Thầy gật đầu một cách khó hiểu. Tối hôm đó, khi thầy Liên đang ngủ, bỗng nghe tiếng động sột soạt bên ngoài cửa. Thầy vội vàng dậy đi ra xem và phát hiện một bóng ma không trọn vẹn. Giọng thầy vang lên, hỡi vong linh, ngươi từ đâu đến mà vào đây? Vong linh quay ngoắt lại, lộ ra khuôn mặt đầy máu me, mắt tỏ vẻ giận dữ. Nó gầm lên, ta trú ngụ trên mảnh đất này, sao ngươi dám phá đám? Thầy Liên đáp lại, à, thì ra là những vong hồn vất vưởng. Các ngươi chết rồi không chịu đầu thai, ở lại trần gian quấy rối người sống. Hôm nay ta sẽ khiến các ngươi phải chịu cảnh vất vưởng mãi mãi. Vong linh lao về phía thầy Liên, nhưng thầy đã kịp né tránh. Dù vậy, túi đồ nghề của thầy vẫn để lại, thầy Liên buộc phải chiến đấu tay đôi với vong linh. Với vài đòn đánh cơ bản, thầy Liên khiến vong linh rối loạn. Nhưng vong linh bất ngờ hồi phục và chuyển phép, giáng cho thầy Liên một đòn mạnh mẽ, khiến thầy ngã ngửa, máu phun ra. Bên trong,
Bằng nghe tiếng động ầm ầm, vội vàng chạy ra, phát hiện thầy Liên đang nằm trên mặt đất, hộc máu. Anh lao đến đỡ thầy, giọng lạc đi, gần như sắp khóc. Thầy ơi, thầy sao thế? Thầy Liên ơi, vong hồn đó cười khẩy. Có chút phép thuật mà cũng dám đối đầu với ta. Hôm nay ngươi may mắn đấy. Nói xong, vong hồn biến mất vào trong gió như chưa từng hiện diện. Thầy Liên nằm đó, dần trở nên đuối sức. Bằng, trong cơn hoảng loạn, buộc phải làm hô hấp nhân tạo cho thầy. Anh đặt tay lên ngực thầy, lúc đầu còn do dự, nhưng sự thôi thúc đã làm anh thêm dũng cảm. Anh ấn mạnh vài lần, nhưng thầy Liên vẫn không tỉnh. Trong cơn tuyệt vọng, anh hôn thầy, cảm giác như một sự kết nối kỳ lạ. Không thấy có phản ứng gì, anh tách môi ra ngay lập tức và nhanh chóng bấm huyệt. Sau một thời gian, thầy Liên tỉnh lại, trong trạng thái mệt mỏi. Miệng lắp bắp, đưa tôi vào nghỉ ngơi. Bằng vội vàng dìu thầy vào trong, lo lắng và hồi hộp. Anh không ngừng lo lắng cho thầy Liên. Sáng hôm sau, khi thầy Liên tỉnh lại, tinh thần đã khá hơn, không thấy Bằng đâu, thầy Liên gọi. Cậu Bằng ơi! Đang làm việc ở dưới bếp, Bằng vội vã chạy lên. Thấy thầy tỉnh, anh mừng rỡ. Thầy tỉnh rồi ạ, con vui quá, hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà thầy lại bị như vậy? Thầy Liên đáp, hôm qua tôi đã chiến đấu với một vong hồn. Nó nói rằng nó trú ngụ trên mảnh đất này. Tôi chiến đấu tay đôi với nó, nhưng vì không có đồ nghề nên bị nó đánh bại. Bằng ngồi xuống nắm tay thầy, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Ui, con thương thầy quá. Thầy Liên nhẹ nhàng, không có gì đâu. Đêm xuống, thầy Liên lại đối mặt với vong hồn đó. Lần này, cô quyết tâm phải bắt bằng được. Cầm theo bột tro và hương, thầy Liên đối diện với vong linh. Thầy ném bột tro ra, khiến vong hồn rú lên đau đớn. Tiếp tục, thầy rút thanh kiếm gỗ, niệm chú và chiến đấu. Dù vong hồn vẫn giằng co quyết liệt, thầy Liên không từ bỏ. Thầy thay đổi chiến thuật, lấy ra cái gương chiếu yêu. Khi gương chiếu vào vong hồn, một luồng sáng mạnh mẽ thiêu đốt phần lớn cơ thể nó. Nhưng điều kỳ lạ là nó không bị thiêu đốt hoàn toàn, chỉ một phần. Vong hồn hung hăng tấn công thầy Liên. Và trong lúc thầy chưa kịp chuẩn bị lại đồ nghề, vong linh đã giáng một đòn mạnh khiến thầy ngã xuống. Thầy Liên cố gắng đứng dậy, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chiếc lá bùa được lôi ra, liên tục lẩm bẩm thần chú. Chiếc lá bùa tạo ra một ma trận ánh sáng khiến vong hồn ôm đầu đau đớn đến mức không thể tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, vong hồn phải chịu thua, đầu hàng. Không để vong linh thoát, thầy Liên nhanh chóng trói nó lại bằng dây sắt có phép chú, đảm bảo nó không còn khả năng gây hại. Thầy Liên hỏi, vậy bây giờ ngươi đã phục ta chưa? Vong hồn đáp, giọng run rẩy, dạ rồi. Thầy Liên tiếp tục, tại sao lại ám ngôi nhà này? Vong hồn trả lời, tiếng nói lộ rõ nỗi đau. Không phải con ám ngôi nhà này, con chỉ là một oan hồn từ một tai nạn cách đây mấy năm. Con chết trong sự uất ức, không siêu thoát được nên phải lưu lại trần gian. Con thường lượn lờ qua lại nhưng không hề quấy rối ai. Ngôi nhà này bị ám bởi nhiều vong hồn vất vưởng khác. Thầy Liên nghiêm nghị, hãy đi đầu thai đi, đừng ở đây nữa. Vong hồn khẩn khoản, xin thầy giúp con. Nói xong, thầy Liên lấy ra một cái lọ đặc biệt, hút vong hồn vào bên trong. Quay trở lại nơi Bằng đang ngủ say, thầy Liên nhẹ nhàng lay người dậy. Anh Bằng, dậy tôi có việc nói. Bằng đang mê mẩn trong giấc mơ, chỉ tỉnh dậy khi bị tát. Thấy thầy Liên đứng trước mặt, anh ngạc nhiên. Thầy có chuyện gì mà tìm con vào tận đây? Thầy Liên thông báo. Tôi đã bắt được vong hồn rồi. Nó nói rằng nó không quấy phá ai cả, mà là những vong hồn khác trong đất này gây rối. Bằng lo lắng, vậy giờ phải làm thế nào? Thầy Liên đáp. Tôi sẽ trục xuất những vong hồn đó ra khỏi mảnh đất này. Nếu họ không chịu đi, tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh. Vậy quyết định thế đi. Thầy có muốn ngủ lại đây không? Bằng ngỏ ý, thầy Liên mặt đỏ bừng, lắc đầu. Quỷ sứ, ngủ cùng anh thì tôi chết mất. Thôi vậy nhé. Bằng cười như một kẻ điên, rồi mới gục xuống ngủ. Tối hôm sau, Bằng và thầy Liên ngồi làm lễ. Thầy Liên bôi một loại nước bí ẩn lên mặt Bằng, khiến anh nhìn thấy những bóng ma lượn lờ xung quanh, là những vong hồn vất vưởng. Thầy Liên lẩm bẩm nhanh chóng, lá bùa trên bàn bốc cháy, tạo ra ánh sáng chói lóa. Âm thanh của chiếc chuông vang lên, tạo ra một luồng sáng mạnh mẽ. Mỗi cú gõ vào chuông khiến các vong hồn như sắp bị xé nát, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp không gian. Những bóng ma gần như không còn sức chống cự. Thầy Liên tiếp tục gõ chuông với cường độ mạnh mẽ. Tiếng kêu la thảm thiết của các vong hồn vang vọng trong không gian tối tăm, như những tiếng thét của những linh hồn bị hành hạ. Những âm thanh ấy nghe như những lời nguyền rủa từ sâu thẳm của địa ngục.
không ngừng vang lên trong đêm. Những linh hồn đã chết lâu mà không chịu đi đầu thai, vẫn bám trụ lại dương gian để gây rối. Các ngươi đã không còn gì để mất. Hôm nay, ta sẽ làm các ngươi tan biến, không để lại dấu vết. Thầy Liên hét lên, sự quyết tâm và giận dữ lộ rõ trong giọng nói của cô. Mỗi cú gõ vào chuông đều tạo ra những luồng sáng dữ dội, khiến những vong hồn xung quanh tan thành tro bụi dưới sức mạnh của phép thuật. Khi thầy Liên không còn thấy bất kỳ vong hồn nào nữa, cô dừng lại. Không khí vẫn còn âm khí nặng nề, nhưng đang dần được thanh lọc. Thầy Liên thở dài, nhìn về phía bằng và nói, xong rồi, công việc cuối cùng là trấn yểm khu đất này để không có tà ma nào có thể trú ngụ được. Cô lôi ra 4 lá bùa từ trong túi, mỗi lá bùa được chôn ở một góc của khu đất. Sau khi lấp đất lại, thầy Liên thực hiện phép thuật, khiến 4 lá bùa phát sáng rực rỡ, bao phủ xung quanh ngôi nhà bằng một hào quang ma thuật. Ánh sáng từ bùa sáng lấp lánh rồi từ từ biến mất, để lại một vùng đất yên tĩnh. Quay sang bằng, thầy Liên nói, ta đã xử lý xong mọi việc cho con rồi, yên tâm mà ở lại. Bằng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì thầy ở lại qua đêm, sáng mai con sẽ đưa thầy về. Thầy Liên gật đầu, dọn dẹp đồ lễ rồi hai người vào trong nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Bằng đưa thầy Liên về Điện Biên trên chiếc xe kít. Khi đến nơi, Bằng dũng cảm xin phép gia đình thầy Liên cho phép anh được cưới thầy Liên. Tuy nhiên, gia đình thầy Liên không đồng ý, bởi theo quan niệm của họ, những người làm thầy không được lấy vợ lấy chồng. Bằng khẩn khoản giải thích, không phải là ai làm thầy cũng không được lấy vợ, ai cũng có quyền yêu thương và được yêu thương. Gia đình thầy Liên đã trao đổi với thầy Liên, con nghĩ sao về cậu này? Nó đã bám lấy con như đỉa đói gần 1 tháng trời rồi đấy. Thầy Liên suy nghĩ một lúc rồi đáp, thôi thì đến lúc phải lập gia đình rồi. Dù công việc gì cũng không thể cấm cản tình yêu. Nếu bố mẹ đã đồng ý, con sẽ chấp nhận lấy anh Bằng. Với quyết tâm và tình cảm chân thành của Bằng, sau 1 tháng nỗ lực, gia đình thầy Liên đã đồng ý cho hai người kết hôn. Đám cưới được tổ chức trong 1-2 ngày, nhà thầy Liên không tổ chức lớn, trong khi gia đình Bằng tổ chức một bữa tiệc hoành tráng hơn. Trong ngày vui trọng đại, cả làng cùng nâng ly chúc mừng cho cặp đôi mới. Mặc dù Bằng mới chuyển đến đây, nhưng tình yêu và sự chân thành của anh đã được mọi người trong làng đón nhận nồng nhiệt. Tối hôm đó, khi đêm xuống, Bằng và thầy Liên bước vào phòng động phòng. Cuối cùng, Bằng cũng đã có thể trải nghiệm hạnh phúc trọn vẹn với thầy Liên. Sáng hôm sau, khi đang ngồi ngoài hiên, tiếng gọi của ông Nhật vang lên. Bằng ơi, mày xem giúp tao cái con xe kích này coi sao, mới mua về đã hỏng rồi, thật là không thể tin nổi. Ông Nhật kêu lên với vẻ bực bội. Bằng nhìn vào xe rồi trả lời, đâu, để cháu xem thử. Nhìn kỹ, Bằng lắc đầu cười khẩy. Úi giời, hóa ra chỉ là thùng lốp thôi, cứ tưởng chuyện gì to tát. Ông Nhật thở phào nhẹ nhõm. Thế mày biết chỗ nào va lốp không? Bằng gật đầu. Có chứ, để cháu đưa ông đi sửa ngay. Hai người leo lên chiếc xe kít, con xe lắc lư đi qua. Vành xe bóng loáng, dần khuất sau hàng cây, để lại một màn sương mờ ảo trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều. Tập truyện hôm nay, tới đây là hết. Nếu thấy hay, hãy ấn like cũng như đăng ký kênh YouTube này để được xem video mới nhất từ kênh. Đừng quên để lại một lượt bình luận để mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.